Ví dụ sau đây giúp bạn hiểu hơn về loại hình kinh doanh này. Thậm chí có thể bạn đã từng làm nhưng không biết và cũng không được chia lợi nhuận. Bạn của bạn giới thiệu hai quán phở A và B rất ngon. Bạn đến ăn và thấy đúng là rất ngon. Bạn đến ăn thường xuyên, đồng thời giới thiệu cho bạn bè. Những người bạn được giới thiệu cũng thấy ngon, liền giới thiệu cho người bạn của họ. Cứ thế, có rất nhiều người đến hai quán phở từ lời giới thiệu ban đầu của bạn. Bây giờ, hãy tưởng tượng một ngày nọ, ông chủ quán A tuyên bố sẽ trả 5% tiền hoa hồng cho những ai giới thiệu người khác đến ăn. Chưa hết, khi những người được bạn giới thiệu tiếp những người khác, bạn tiếp tục được nhận thêm 5%. Cứ thế cho đến 6 tầng. Ngay cả khi không đến ăn hoặc giới thiệu thêm người mới, bạn vẫn nhận được hoa hồng. Vậy bạn sẽ giới thiệu bạn bè đến quán A hay quán B? Đây là ví dụ tiêu biểu về hình thức tiếp thị nhiều tầng, ở Việt Nam còn gọi là kinh doanh đa cấp. Kinh doanh đa cấp cho phép bạn toàn quyền sử dụng những cơ sở kinh doanh của đối tác như văn phòng, trung tâm nghiên cứu, hệ thống máy tính, hệ thống vận chuyển, đội ngũ nhân sự mà không phải bỏ ra bất kỳ chi phí nào. Tuy nhiên, bạn sẽ không nghe nhiều về những ưu điểm này. Thay vào đó, bạn sẽ nghe những cụm từ tiêu cực như sau: lừa đảo, giá cao, đội giá, dưới làm trên hưởng, lôi kéo người thân, nói quá sự thật, chất lượng sản phẩm không thật, cuồng tín, bị báo chí phản ánh tiêu cực. Chúng ta hãy xem xét chi tiết lần lượt vấn đề. Lừa đảo. Bạn hãy nhấp dừng clip và dành ít phút để trả lời câu hỏi: có lĩnh vực nào chưa từng xảy ra một vụ lừa đảo nào không? Một số kiến sư lừa đảo nhưng không thể nói tất cả các kiến sư đều lừa đảo. Một số nhà báo lừa đảo nhưng không thể nói tất cả nhà báo lừa đảo. Một số kế toán lừa đảo nhưng không thể nói tất cả kế toán lừa đảo. Mọi nơi đều có lừa đảo nhưng không thể nói tất cả những ai làm trong ngành đó đều là lừa đảo. Tin vui đó là ngày càng có nhiều kẻ lừa đảo và bất chính bị bắt. Lừa đảo hay chuyên nghiệp hoàn toàn do người làm nghề tạo ra. Bạn sẽ chọn con đường nào? Giá cao. Để nói cao hay thấp, bạn cần có một cột mốc để so sánh. Mốc so sánh ở đây chính là mức thu nhập và khả năng chi trả của bạn. Những sản phẩm được bạn xếp vào loại giá cao thường là do bạn chưa có đủ tiền để mua. Khi đưa ra mức giá cho sản phẩm, các doanh nghiệp luôn phải cân bằng hai yếu tố sau: lợi ích sản phẩm mang lại và thu nhập của khách hàng mục tiêu. Vì vậy, những khách hàng đã sử dụng và thấy rằng lợi ích của sản phẩm đúng như mong đợi sẽ không cho rằng đó là mức giá cao. Ví dụ, bạn mua một chai nước suối 500ml với giá 5.000. Với số tiền đó, bạn có thể đun sôi để nguội từ 3 đến 5 lít nước ở nhà. Vậy, 5.000 là cao hay thấp? Đội giá. Một công ty đa cấp chuyên nghiệp sẽ không bao giờ đưa ra hai mức giá cho một sản phẩm trong cùng một thị trường. Không quan trọng với người mới làm hay đã làm lâu năm, ở Hà Nội hay ở Cà Mau, tất cả sản phẩm đều bắt buộc bán đúng với giá do công ty quy định. Nếu bạn biết một nơi nào đó bán giá cao hoặc thấp hơn giá quy định, bạn hãy ngay lập tức báo cho công ty hoặc cơ quan quản lý thị trường để xử lý theo pháp luật. Dưới làm, trên hưởng. Trong mô hình kinh doanh truyền thống, chủ doanh nghiệp mua sức lao động của nhân viên để tạo ra lợi nhuận cho chính mình. Bạn có thể tự phân tích người nào làm và người nào hưởng. Ngược lại, ở kinh doanh đa cấp chuyên nghiệp, ai làm, người nấy hưởng. Giả sử tuyến trên của bạn chỉ xây dựng được một hoặc hai nhánh, trong khi bạn xây dựng được 10 nhánh thì thu nhập của bạn sẽ gấp nhiều lần tuyến trên của bạn. Lôi kéo người thân. Ví dụ bạn mở một quán cà phê. Ai là những người đầu tiên bạn giới thiệu và mời đến dự khai trương nếu không phải là bạn bè, người thân? Mở rộng ra với bất kỳ việc kinh doanh nào, những khách hàng đầu tiên phần lớn là bạn bè, người thân, người quen biết. Cho đến giờ, mọi doanh nghiệp đều thừa nhận rằng quảng cáo truyền miệng là hình thức quảng cáo cơ bản nhất, dễ làm nhất, tiết kiệm chi phí nhất. Người làm đa cấp chuyên nghiệp sẽ không lôi kéo bằng mọi giá, mà chỉ giới thiệu người thân sử dụng sản phẩm. Mọi chuyện chỉ bắt đầu khi người đó đồng ý sử dụng, có hiệu quả và muốn tham gia kinh doanh. Nói quá sự thật. Bạn có từng xem quảng cáo trên TV không? Bạn có thấy các quảng cáo nói đúng sự thật hay không? Trong khi các công ty kinh doanh truyền thống ngày càng công khai nói quá sự thật, phóng đại quá mức về sản phẩm của mình, thì các công ty đa cấp có một nguyên tắc là không làm quảng cáo và tiếp thị đại chúng. Tất nhiên, có những kẻ bất chính, lừa đảo đã nói quá sự thật về công dụng của sản phẩm. Nếu bạn được ai đó giới thiệu một loại thực phẩm chức năng chữa được ung thư hay tiểu đường, hãy báo ngay với công ty để được xử lý theo quy định và luật pháp.
chất lượng sản phẩm không có thật. Đây là một cách nói khác của việc khách hàng có hài lòng với sản phẩm hay không. Để một khách hàng hài lòng về sản phẩm cần hai yếu tố. Thứ nhất, công ty sản phẩm phải tạo niềm tin bằng công nghệ sản xuất, các loại giấy chứng nhận liên quan, tài liệu hướng dẫn sử dụng. Khi đã yên tâm với các thông tin do công ty đưa ra, khách hàng tự mình trải nghiệm để xem hiệu quả của sản phẩm có đúng như thông tin mà công ty đưa ra hay không. Nếu bạn chưa từng dùng sản phẩm, liệu có hơi vội khi kết luận chất lượng sản phẩm không có thật? Cuồng tín. Cuồng tín là khi bạn tin một điều gì đó hơn bất kỳ ai khác và niềm tin đó là không thể lung lay. Những cặp vợ chồng sống với nhau đến răng long đầu bạc, những doanh nhân đã duy trì doanh nghiệp của mình 20-30 năm, những người đã dành cả đời theo đuổi ước mơ đều là những người cuồng tín. Cuồng tín không phải là điều tiêu cực, đó là một điều tốt, thậm chí là yếu tố quyết định thành công của bạn trong một lĩnh vực nào đó. Bill Gates, Steve Jobs cuồng tín công nghệ, Henry Ford cuồng tín xe hơi, Pele, Maradona cuồng tín bóng đá. Bạn có thấy một người vĩ nhân nào mà không cuồng tín điều họ theo đuổi không? Báo chí phản ánh tiêu cực. Năm 2014, hãng tin BBC đưa tin về một thí nghiệm của hai nhà nghiên cứu Mark Drossler và Stuart Soroka tại Đại học McGill ở Canada. Thí nghiệm yêu cầu người tham gia chọn những tin tức về chính trị trên một tờ báo điện tử. Một camera bí mật theo dõi chuyển động nhãn cầu mắt của người tham gia thí nghiệm. Kết quả cho thấy phần lớn người tham gia chọn những tin tức tiêu cực như tai nạn, tham nhũng, chiến tranh, v.v. hơn là những tin trung lập hoặc tích cực. Bạn có thể tự mình làm một thí nghiệm nhỏ như sau. Hãy liệt kê 5 tai nạn khủng khiếp nhất và 5 sự kiện từ thiện lớn nhất trong năm 2015 mà bạn đọc từ báo chí. Bạn nhớ về những tai nạn hay nhớ sự kiện từ thiện? Đó là lý do hầu hết báo chí luôn ưu tiên những tin tức tiêu cực để thu hút người đọc. Không chỉ riêng đa cấp, mọi ngành nghề khác đều bị phản ánh. Mặc dù vậy, việc báo chí phản ánh tiêu cực là điều mà ngành đa cấp và người làm đa cấp chuyên nghiệp rất cần, bởi nó góp phần loại bỏ những thành phần đa cấp, bất chính và lừa đảo. Tóm lại, bất kỳ ngành nghề, lĩnh vực nào cũng có những kẻ bất chính, gây ra những tai tiếng, nhưng không thể dựa vào định kiến để đánh giá tiêu cực tất cả những người khác trong lĩnh vực đó. Nếu bạn quyết định tham gia vào lĩnh vực này, hãy lựa chọn trở thành người làm đa cấp, chuyên nghiệp. Để trở thành người làm đa cấp, chuyên nghiệp, trước hết, bạn cần chọn một đối tác là một công ty chuyên nghiệp. Dưới đây là 4 lý do vì sao bạn nên chọn hợp tác cùng Nu Skin. Thứ nhất, đúng xu hướng. Năm 2010, theo báo cáo của SRI, doanh thu ngành chăm sóc sức khỏe Wellness đạt 1,9 ngàn tỷ đô la. Đến năm 2013, theo Statista, doanh thu ngành này đã là 3,4 ngàn tỷ đô la, nghĩa là tăng 78% chỉ sau 3 năm. Riêng thị trường làm đẹp và chống lão hóa, theo BCC, doanh thu năm 2013 là 261 tỷ đô la, dự báo năm 2018 là 345 tỷ đô la, tức là tăng trưởng 32%. Những số liệu trên cho thấy kinh doanh những sản phẩm chăm sóc sức khỏe, làm đẹp và chống lão hóa đang là xu hướng chính trong những năm sắp tới. Đi theo xu hướng nghĩa là nhu cầu của khách hàng đã có sẵn, bạn sẽ tiếp cận và giới thiệu sản phẩm dễ dàng hơn, quy mô thị trường rộng hơn và có thể xây dựng hệ thống nhanh hơn. Để kinh doanh thành công, bạn sẽ chọn đi theo xu hướng hay ngược lại. Tất cả các dòng sản phẩm của Nu Skin đều đáp ứng xu hướng trên. Năm 2012, Nu Skin đạt doanh thu 2,17 tỷ đô la. Năm 2013, Nu Skin đạt doanh thu 3,18 tỷ đô la và được Fortune xếp hạng 68 trong 100 công ty tăng trưởng nhanh nhất thế giới năm 2014. Thứ hai, công nghệ tiên tiến, độc quyền. Có rất nhiều công ty cung cấp sản phẩm chăm sóc sức khỏe, làm đẹp và chống lão hóa. Điều gì tạo khác biệt và mang lại thành công cho Nu Skin? Đó chính là công nghệ độc quyền AgeLock chống lão hóa tận gốc bằng những tác động vào biểu hiện gen. Công nghệ này được phát triển dựa trên nghiên cứu theo dõi hoạt động gen con người của LiveGen Technology từ năm 2000. Nu Skin hợp tác với LiveGen Technology từ năm 2009. Đến năm 2011, Nu Skin mua lại LiveGen Technology và ứng dụng những nghiên cứu về gen để cho ra đời công nghệ AgeLock. Viết tắt của Age nghĩa là tuổi và Lock nghĩa là khóa. Bạn có muốn sử dụng những nghiên cứu độc nhất từ hơn 70 nhà khoa học gia hàng đầu về gen để kinh doanh hay không? Thứ ba, quy mô, uy tín và sự minh bạch của công ty.
Nu Skin ra đời năm 1984 tại Provo, tiểu bang Utah, Mỹ và được niêm yết trên sàn chứng khoán New York, mã chứng khoán NUS từ năm 1996. Hiện Nu Skin có văn phòng tại 53 quốc gia trên thế giới. Năm 2010, tạp chí Forbes đánh giá Nu Skin là một trong 100 công ty đáng tin cậy nhất. Liên tục từ 1986 đến nay, Nu Skin đã được tổ chức BBB đánh giá mức cao nhất A cộng về tình hình kinh doanh và mức độ hài lòng của khách hàng. Thứ tư, thời kỳ bùng nổ của công ty. Từ năm 1984 đến 2004, tức là mất 20 năm để Nu Skin đạt mốc doanh thu 1 tỷ đô la một năm. Nu Skin mất 8 năm nữa, từ 2004 đến 2012, để tăng thêm doanh thu 1 tỷ, đạt 2,17 tỷ năm 2012. Nhưng chỉ cần 1 năm từ 2012 tới 2013 để tăng thêm 1 tỷ đô la nữa, đạt doanh thu 3,18 tỷ đô la cho năm 2013. Đầu năm 2014, trả lời phỏng vấn trên Bloomberg, trang tin tài chính nổi tiếng của Mỹ, CEO của Nu Skin, Truman Hunt cho biết mục tiêu của Nu Skin là đạt doanh thu 10 tỷ đô la vào năm 2020. Bạn muốn hợp tác với một công ty sắp bước vào giai đoạn phát triển bùng nổ hay một công ty đã qua thời kỳ đỉnh cao và đang đi xuống? Hợp tác cùng Nu Skin, bạn không cần phải dành toàn bộ thời gian, chỉ cần chính mình trải nghiệm sản phẩm và đều đặn dành 1 đến 2 tiếng mỗi ngày chia sẻ với người khác. Bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ tối đa từ công ty và đội nhóm về sản phẩm, các chính sách trả thưởng, cách giúp người mới sao chép và nhân rộng hệ thống liên tục. Để đạt được những điều chưa từng có, bạn hãy làm những gì chưa từng làm. Cách duy nhất để hái quả vào 5 năm tới là bắt đầu gieo hạt từ ngay bây giờ. Hãy liên lạc với người đã gửi video này cho bạn để được hỗ trợ bắt đầu công việc hoặc tìm hiểu thêm trước khi quyết định. Xin nhớ rằng, trong kinh doanh đa cấp chuyên nghiệp, bạn sẽ không làm một mình. Luôn luôn có rất nhiều người sát cánh hỗ trợ ở khắp nơi và những công cụ hiệu quả giúp bạn có thể bắt đầu ngay và sớm có kết quả.